Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, các thầy thuốc, nhân viên và bệnh nhân ung thư nơi đây rất vui mừng và cảm kích khi thông báo về một sự kiện đáng chú ý tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Gần đây, phòng khám đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa từ gia đình nhà hảo tâm Trần Thị Chiên tại Canada. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, chúng tôi đã hoàn thành việc lát gạch vỉa hè cho khu vực nhà để xe, góp phần làm cho phòng khám trở nên khang trang và sạch đẹp hơn. Cụ thể, gia đình cô Trần Thị Chiên đã hỗ trợ gần 100 mét vuông gạch lát vỉa hè, giúp cho chúng tôi xây dựng một không gian nhà để xe thuận tiện và an toàn trong mùa mưa. Công trình đã được hoàn thành vào cuối tuần qua và hiện đang được đưa vào sử dụng. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp cải thiện về cơ sở hạ tầng của phòng khám mà còn mang lại sự thuận tiện và thoải mái cho người bệnh và nhân viên làm việc tại đây. Chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình cô Trần Thị Chiên vì lòng hảo tâm và sự đồng hành quý báu này. Hy vọng rằng sự giúp đỡ của gia đình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, tương thân tương ái, vì cộng đồng trách nhiệm. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình cô Trần Thị Chiên và mong sự hợp tác tốt đẹp sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Kính thưa quý cộng đồng thân mến, thì thời gian vừa qua cũng nhờ sự chung tay góp sức của quý Mạnh Thường Quân, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với phòng khám và tín nhiệm các thầy thuốc tụi con phục dựng lại cái phòng khám này để phục vụ cho mục đích giúp cho những bệnh nhân có cơ hội, có điều kiện tới đây để được hỗ trợ điều trị theo phương pháp của cha Tường. Đó cũng là cái ý nguyện của cha Phêrô khi còn sống. Cha mong muốn các thầy thuốc vẫn tiếp tục gìn giữ cái chương trình khám chữa bệnh của cha. Và hôm nay tụi con cũng cùng với Mạnh Thường Quân cũng đã thực hiện được rất là nhiều cái chương trình ở trong phòng khám, và phòng khám cũng đi vào hoạt động ổn định. Thì tuần vừa rồi cô Trần Thị Chiên ở Canada cũng đã có theo dõi chương trình của phòng khám và nhìn thấy ở chỗ trước cái sân mà đậu xe thì nó có hơi động dũng một chút, do là cái nền ở bên ngoài cao hơn cái nền ở bên trong. Thì cô mới đề nghị với con là mình sẽ lót một cái lớp vỉa hè, đá vỉa hè lên, gạch vỉa hè lên. Thì cái anh cho biết cái tổng diện tích ở đây lát nên đo, và anh cho biết cái chương trình thi công như thế nào. À, anh có thể anh trình bày cho cô và mọi người được biết không ạ? Cái nền gạch vỉa hè này á, bây giờ trước mắt là mình làm, bây giờ cũng cán giữa này kia thì làm trở lại thì nó cao hơn bên trong, nó cao hơn bên trong chít. Nhưng mà mình làm thì nó không đụng dũng thì nó ok hơn, chứ để bây giờ nước nó dơ rồi nó đồng dũng rong riêu tùm lum hết trơn. Thì đó là cái ý của cô cũng như là các thầy. Ở đây thấy là mong muốn làm sao mà mình cán được một cái lớp gạch vỉa hè ở khu vực đậu xe đây. Thứ nhất là cho xe cộ đậu vô đây nó sạch sẽ, và thứ hai là nước nó không có chảy xuống, nó tràn xuống đây, nó gây ra hiện tượng bị động nước và nó rong riêu. Cái xe rong riêu nó sẽ làm trơn cái khu vực này và bệnh nhân đi sẽ rất là dễ bị trơn té. Cho nên là đó là cái mong muốn mà các thầy thuốc ở đây và cô Trần Thị Chiên muốn làm. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, tại phòng khám cha từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng tôi luôn coi trọng việc không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn hỗ trợ cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người gặp khó khăn. Một trong những hoạt động đáng ý nghĩa và đáng chú ý mà chúng tôi duy trì hàng tuần là chương trình hỗ trợ thiết thực vào sáng thứ hai hàng tuần. Một, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ung thư nhằm giảm bớt nỗi lo lắng và giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy tự tin hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Chúng tôi tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí vào mỗi sáng thứ hai. Đây không chỉ là một dịch vụ thiết thực mà còn là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, giúp các bệnh nhân ung thư cảm thấy được chăm sóc và yêu thương hơn trong hoàn cảnh khó khăn.
2. Hỗ trợ bánh mì cho người nuôi bệnh nhân. Chúng tôi hiểu rằng việc chăm sóc người bệnh đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, và đôi khi người nuôi bệnh có thể gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm các bữa ăn dinh dưỡng và hợp lý. Để hỗ trợ cho họ, chúng tôi cung cấp bánh mì miễn phí cho những người nuôi bệnh nhân. Đây là một cách giúp họ có thêm thời gian và sức lực để tập trung vào việc chăm sóc người thân yêu của mình. 3. Hỗ trợ bánh mì cho các thầy thuốc và nhân viên. Bên cạnh việc chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân và người nuôi bệnh, chúng tôi còn quan tâm đến các thầy thuốc và nhân viên y tế của mình. Họ là những người làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho họ. Vì vậy, vào mỗi sáng thứ hai, chúng tôi cung cấp bánh mì chay miễn phí để họ có thể có bữa ăn nhanh chóng và lành mạnh, giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng trong suốt ngày làm việc. Tại phòng khám cho từ ung thư cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng tôi tin rằng sự quan tâm và hỗ trợ cộng đồng không chỉ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà còn tạo ra một môi trường làm việc và chăm sóc tích cực. Những hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí, hỗ trợ bánh mì cho người nuôi bệnh nhân và bánh mì chay cho các thầy thuốc và nhân viên là những bước nhỏ trong ý nghĩa việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và yêu thương. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ mang lại niềm vui và sự an ủi cho tất cả những ai cần đến, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng để những hoạt động ý nghĩa này trong tương lai. Xin trân trọng. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương,
luôn cho không ăn cây cọ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay? Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui? Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Chỉ là tay trắng với hư không.
nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồn, để từ đây con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con, truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám.
Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.